2855 nha, 2854, 2855. Chép lưỡi 25 mũi đỏ. Chào các bác nha, đây là cặp loa L100A, đá đẹp rồi còn đọc nguyên mộc, bát vàng, mic vàng, chép vàng. Bác nào muốn sưu tầm thì liên hệ cho em nha. Cặp này em vẫn giao các bác là như cũ. Cơ bản là cặp này về là mic vàng, chép vàng, rất đẹp luôn nha. Dòng L100 thì nó gọi là huyền thoại L100. L100 này là đàn anh của L100 Canturi. Thì sau này họ sẽ phát triển lên L100 Canturi, họ sẽ nâng cấp một xí xí thôi, chứ còn lại y chang nhau chả khác cái gì hết. Còn nghi là 9,5 với 10, nên L100A vẫn là một lựa chọn hàng đầu ở phân khúc em đang giao các bác là 24.500 nha. 24.500 mà đã bao gồm phí ship rồi. Nó trên nhau con L100 Canturi khoảng 5-6-7 triệu gì đấy. Nhưng cơ bản là ở phân khúc này thì nếu các bác có tài chính dư giả mình có thể lên luôn L100 Canturi. Nhưng cơ bản là nghi 9,5 với 10 cũng khó là nhận biết đó nha các bác. Tại vì cấu hình nó na ná nhau thôi. Nó nâng cấp về hệ thống một tí cho còn như nhau. Bass Anico, Mic Anico và chép LI25. Đấy, tất cả nguyên mặt mạc hết nha. Mặt mọc hết nha các bác. Nó mic vàng này, mic vàng chép vàng. Mic vàng chép vàng thì khá là hiếm cơ. Đa số thì mic xanh chép nâu là nhiều nhất. Mic nâu chép nâu vân vân, chép xanh thì vân vân. Còn mic vàng chép vàng thì khá là ít. Hai vi tinh chỉnh nha. Cặp này là series 2854 này, 2855 nha các bác, 2854, 2855. Chép lưỡi 25 mũi đỏ danh tiếng nha các bác, mũi đỏ danh tiếng nha. Series liền kề 2854 và 2855. Tiếng lo thì rất là đẹp nha các bác. Đây rất đẹp luôn nha. Đây là phía trên nóc, còn e căng nó là đẹp tuyệt vời luôn. Đây, phía trong này. E căng nâu nhiều quá, e căng là vải nâu. Đấy. Này các bác. Phía trong này còn logo, logo còn đầy đủ hết. 245 mà đã em chính đã bao gồm phí ship rồi. Nếu chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt trực tiếp vào sản phẩm là 200.000. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng tận nơi. Cọc 2 triệu thì còn 22.500 thì các bác nhận hàng và thanh toán. Hiện tại là em về những cặp này giá tốt. Nếu các bác nào cần một cặp loa đến từ JBL ở phân khúc 24.500 thì chọn cặp L100 này hoặc là 4312MK2 thì bên em đang giao đồng giá là 24.500. 4312MK2 cũng 24.500 và L100 cũng 24.500. Đây là cạnh bên tay trái của loa nha các bác. Tất cả là vuông thành sắc cạnh không điểm trừ nha các bác. Mút là mút zinc này, mút cái loa chép zinc luôn nha. Để nó nguyên hết, nói chung là A tới Z luôn. Loa là loa chắc Mỹ về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác sở hữu cặp này là người sử dụng đầu tiên. Series cặp này liền kề luôn nha. Đấy các bác phía sau này, phía sau nó là trạm mỏ chim khóa nha. Các bác nhìn cái trạm nó mới không? Mới là các bác nhìn cái chất loa nó đẹp rồi. Đấy, trạm nó rất là mới luôn. Đây là hai số điện thoại chính của em, các bác có thể liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên để sở hữu những sản phẩm mà các bác đang cần và xem trên video. Nếu yêu thích sản phẩm nào thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Tem treo, tem cờ là đầy đủ, không thiếu gì hết nha các bác.